Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho mọi người nghe những câu chuyện ma của nhiều tác giả. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện và câu chuyện này có tên là 13 bộ hài cốt các bạn. Và câu chuyện này kể về gia đình của anh Hai Lành khi mà mua được một ngôi nhà. Thì trong suốt 2 tháng đầu khi mà mới về nhà mới á, là hai vợ chồng của anh Hai Lành không thể nào ngủ được các bạn. Chị Hai Lành á, thì lúc ngủ á, là sẽ có cảm giác như có một bàn tay rất là lạnh, lạnh như cục nước ba đá vậy đó, nó chụp lấy chân của chị Hai Lành và nó kéo thật là mạnh. Còn riêng anh Hai á, thì ảnh bị giống như là bị đè và có cảm giác giống như là bị đè rất là nặng trên bụng và cái cục đó nó rất là lạnh các bạn. Và lâu lâu hai vợ chồng lại nghe tiếng khóc và cái tiếng khóc rên này nghe rất là thảm thiết mà giống như là không phải một tiếng mà có rất nhiều tiếng. Thì trong suốt 2 tháng đó anh Hai Lành và vợ là cảm thấy là mệt mỏi quá cho nên đã quyết định đi hỏi một người, và cái người này được cho là ở lâu nhất trong khu vực đó là chú Tư Ấn các bạn. Thì khi đến nhà chú Tư Ấn để mà hỏi chuyện, kể lại những cái gì anh và vợ anh thấy, thì chú Tư Ấn mới nói rằng á là ba ba năm nay khi mà căn nhà đó được xây dựng thì có rất là nhiều gia đình đã dọn vào trong căn nhà đó nhưng mà không có ở được quá 6 tháng các bạn. Mới hồi năm trước á là có một gia đình 6 người, thì một hôm là hai 6 người đó đang ngủ thì tự nhiên á là giật mình thức dậy là thấy đang nằm ở phía sau hè. Mặc dầu á là lúc ngủ thì nằm trong phòng đàng hoàng các bạn, và rất nhiều lần bị như vậy, cứ ngủ bình thường nhưng mà khi giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang bị nằm ở sau hè giống như là ai khiêng ra bỏ ngoài đó vậy. Thì gia đình đó đã rao bán căn nhà nhưng mà do tiếng đồn rồi anh Hai Lành, chị Hai Lành không có biết cho nên đã mua cái căn nhà này lại, rao bán tới 1 năm trời lận các bạn. Thì khi mà anh Hai Lành dọn về thì mọi người cũng muốn kể cho gia đình nghe nhưng mà cũng sợ rằng là người ta nói anh Hai Lành và chị Hai Lành nói mình nhiều chuyện cho nên nó là dân chúng ở cái khu vực đó là không có dám kể lại. Thì thôi thì bây giờ là anh Hai Lành đã đến đây thì chú Tư Ấn mới kể lại hết cho anh nghe. Thì khi hai người đang ngồi nói chuyện và anh Hai Lành cũng có nói rằng là lâu lâu con nghe cái tiếng khóc, và cái tiếng khóc nó giống như là nó vọng từ ở dưới lòng đất vọng lên mà không biết làm sao hết. Thì khi hai người đang ngồi nói chuyện thì chị Hai Lành từ ở ngoài chạy vào với gương mặt rất là sợ hãi các bạn. Chị nói với chồng mình rằng là anh ơi, má má đâu mất tiêu rồi, má bị ma bắt rồi. Thì anh Hai Lành và chú Tư Ấn là liền đứng dậy để mà chạy về nhà xem có chuyện gì. Thì khi mà về tới nhà thì thấy cái cửa phòng của má của anh Hai Lành á là bị phá mở tan hoang. Thì chị Hai Lành mới nói rằng đó là do là con nó nói rằng đó là thấy bà nội, không có thấy bà nội ra mà bà nội ngủ từ sáng đến đến giờ, là lúc đó là hơn giờ trưa rồi, quá giờ trưa rồi các bạn. Nhưng mà người già thì người ta ăn thức rất là sớm, nhưng mà riêng hôm đó thì bà nội á là má của anh Hai Lành đó là ngủ không thấy ra cho nên nó là em linh tính chuyện không có lành nên em mới gõ cửa kêu má, thì cái cửa khóa trái ở trong các bạn. Thì kêu hoài không có tiếng trả lời cho nên nó là đã kêu hàng xóm qua phá cửa để xem má có chuyện gì không, nhưng mà khi phá cửa vào thì không thấy bà Hai đâu cả, không thấy bà Tám đâu cả chứ. Thì anh Hai Lành chạy vào phòng và cũng tìm thì không thấy hoàn toàn dấu vết, và mùng thì vẫn được tấn, giống như chúng ta ngủ mà chúng ta tấn mùng thì cái mùng vẫn được tấn bình thường chứ không có cái dấu vết gì mà lộn xộn hết. Thì đang khó hiểu thì tự nhiên nghe cái tiếng lố đố ngoài sân, nó nói rằng á là anh Hai, chị Hai đâu, đi ra khiêng bà Tám vô nè. Thì khi khiêng vào á thì mọi người mới nói rằng á là do tụi tôi đi hái cà phê, tại cái khu vực này có rất là nhiều cà phê rồi cũng có rừng nữa các bạn. Thì tụi tôi đi hái cà phê về thì thấy bà Tám nằm ở trong bụi gai á mà kêu hoài bà không dậy cho nên tụi tôi khiêng bà về đây, không biết bà có chuyện gì không. Thì sau một hồi lay lay kêu má mình dậy thì bà Tám bà tỉnh dậy, nhưng khi bà tỉnh dậy á là cái cảm giác của bà rất là sợ các bạn, giống như là sợ hãi một điều gì. Và anh Hai Lành phải trấn an nó, má ơi con nè, má ơi má chuyện gì, má bị gì. Thì khi nghe tiếng con trai mình thì bà lại càng sợ hơn và cứ quỳ xuống lại lại là tha cho tôi, tha cho tôi đi mà. Thì sau đó là
sự việc cũng lắng xuống và vài ngày hôm sau thì chú Tư Ấn được hai lành báo rằng là sẽ sắp dọn đi, không có ở căn nhà đó nữa. Thì chú Tư mới hỏi rằng là mày sợ hả, sao mà dọn đi sớm vậy? Thì anh hai mới nói rằng là trời, chú thấy không, chuyện nhà con vậy là từ khi mà dọn vô thì hai vợ chồng con là không có ngủ được, con cái thì bệnh hoạn hoài. Còn chuyện của má con hồi bữa chú nhớ không, má con nói lại là khi mà má đang ngủ thì tự nhiên có cảm giác giống như ai khiêng má con và đi như bay, giống như là đi như bay lao vun vút trong không trung vậy, và bị quăng vào trong bụi gai các bạn. Thì sao chuyện đó rất là sợ, cho nên nó là chú Tư nghe nói như vậy thì chú Tư nói rằng thôi bây giờ á là khấn vái thử còn sao, chứ hả gia đình tụi bay cũng đâu có khá giả gì đâu, giờ dọn đi biết ở đâu. Thì hai lành nghe chú Tư nói cũng có lý, cho nên nó là cũng về bài biện lễ vật ra và nhờ chú Tư Ấn đi qua cúng giùm các bạn. Thì khi mà chú Tư Ấn qua cúng thì trong lúc mà bài biện bàn cúng hết rồi thì chú Tư mới nói đợi, giống như là cái căn nhà đó rất là nhiều, rất là nổi tiếng, cho nên nhiều người khi mà thấy cúng kiến người ta lại người ta coi các bạn. Nhưng khi mà mọi người thấy không có chuyện gì thì người ta cũng về bớt. Và đợi khi về bớt thì chú Tư mới nói rằng á là thật ra ta cũng có biết một câu chuyện mà không có dám kể ai nghe. Nếu mà hả đúng thì để tao khấn vái coi sao. Và khi mà chú Tư khấn thì chú Tư nói xin các anh các chị cô chú những người khuất mặt khuất mày vậy đó. Thì khi mà khấn tới đó xong thì tự nhiên chú Tư bị hộc máu các bạn, hộc máu và ngất xỉu luôn. Và sau đó là đèn thì tắt hết, và khi mà đèn được mở lại thì phát hiện rằng cái mâm cúng đó là bị hả là hất đổ, và riêng chú Tư là đang ngất mà miệng thì trào máu ra. Thì gia đình của anh hai lành này là đã xúm lại lay và làm cấp cứu rất là nhiều. Thì sau khi mà hoàn tỉnh á thì chú Tư lẳng lặng đi về và ai hỏi gì cũng không nói các bạn. Thì riêng đêm đó là gia đình của anh hai lành gồm hai vợ chồng anh, đứa con và bà mẹ không có dám ngủ. Tại vì mỗi lần ngủ là đều nghe tiếng và giống như bị đè, cho nên mọi người không có dám ngủ, cứ đợi chờ rằng là sẽ sáng lẹ để mà dọn đi luôn. Chứ sao cái sự việc của chú Tư như vậy thì rất là sợ rồi. Thì đêm đó ngồi trên giường các bạn thì tự nhiên nghe tiếng khóc. Đầu tiên là nghe tiếng khóc là tiếng của một người phụ nữ khóc, và khóc tức tưởi. Tức tưởi thì sau đó là hai vợ chồng, đứa con và bà má rất là sợ rồi. Thì khi mà nghe như vậy á thì ông hai lành đó là ông nói trời ơi sao tiếng khóc ở đâu vậy. Thì người vợ mới nói rằng hình như dưới, chỉ xuống, giống như là chỉ xuống đất ngay dưới ở chân giường á các bạn. Thì ổng cũng nghe, nhưng mà do ổng sợ con ổng với lại mẹ ổng sợ quá sẽ có chuyện, cho nên ổng cũng nói thôi bây giờ ráng đi, ráng đợi tới sáng. Thì khi mà nói dứt câu đó thì tự nhiên cái giường nó rung lắc và nó gãy bốn cái chân giường, cái giường sập xuống khiến cho những người trong gia đình là bốn người là bị văng ra khỏi mặt đất, khỏi cái giường đó là rơi xuống mặt đất luôn các bạn. Thì vừa lúc đó là nghe rất là nhiều tiếng khóc, chứ không phải là một tiếng khóc nữa, rất là nhiều tiếng. Cho nên đó là ông hai lành này á mới gom vợ ra đứng ở góc nhà và nói thôi bây giờ á bà đứng đây đi, nhớ coi con với má để tôi chạy qua nhà chú Tư coi làm sao. Thì khi chạy qua nhà chú Tư và nói cái định này cho chú Tư nghe thì chú Tư cũng có vẻ đồng ý các bạn. Và chú Tư nói là tao cũng dự định nói với mày như vậy để tao đi kêu thêm trai tráng ở trong cái khu vực đó. Thì chú Tư đã đi và kêu thêm 5-6 người, toàn là những người trẻ khỏe mạnh không các bạn, đi đến nhà cầm cuốc cầm sảng để mà đào lên. Thì trước khi đào thì chú Tư có kêu vợ là chị Hai Lành đó làm một cái con gà trống và bài biện lễ thịnh soạn, và sau đó chú lại cúng thêm một lần nữa, nói rằng tôi là Tư Ấn như vậy đó, bây giờ đó là tôi thành thật nói với lại quý vị rằng là quý vị đừng có qua ra oai để cho chúng tôi sợ nữa. Và đồng thời á, quên nữa, là đồng thời là chú Tư mời rất là nhiều người hàng xóm đến để mà làm chứng các bạn. Và những người đó là đều sợ nhưng mà cũng chắp tay lại để mà cầu khấn xin, cầu cúng chung với chú Tư á, nói rằng bây giờ có rất là nhiều người ở đây thì xin quý vị hãy để cho tụi tôi đào lên, sau đó là tụi tôi sẽ an táng quý vị ở một nơi nghiêm trang, cao ráo và đàng hoàng hơn, chứ nằm ở dưới đây thì rất là lạnh lẽo như vậy. Thì nếu mà quý vị đồng ý thì có thể là
ổng cúng ba ngọn đèn cầy, thì nếu mà đồng ý thì để cho cái ngọn đèn cầy chính giữa nó tắt đi. Thì sau một hồi thì tự nhiên cái ngọn đèn cầy chính giữa nó tắt, các bạn và mọi người cảm thấy thở phào nhẹ nhõm và khấn lại rất là nhiều, và bắt đầu là chai chán xúm lại để mà đào lên ngay cái chỗ chân giường đó các bạn. Thì khi đào lên á, là lúc đầu mọi người cũng còn nhét tay lắm, tại vì sợ chuyện gì xảy ra, sợ rằng giống chú Tư sẽ bị hộc máu. Nhưng mà đào một hồi thì không thấy có gì hết, bình thường á, cho nên mọi người cũng lẹ tay mạnh tay hơn. Thì sau khi mà đào xuống khoảng vài mét thì phát hiện có một cái tấm ván nó nằm ngang. Thì một người trong đó la lên nó, ê có tấm ván giống tấm ván hòm quá. Thì chú Tư mới nói đừng có làm linh động người đã khuất, nhẹ nhàng thôi. Và sau đó đã lấy cái tấm ván đó ra và phát hiện trong đó có rất là nhiều, gần 10 bộ hài cốt trong đó, 10 bộ xương trong đó các bạn. Và đem lên, thì khi đem lên đếm đủ là 10 cái sọ và những cái xương không thiếu một lóng nào. Thì chú Tư nói là nếu tao nhớ không lầm á, là tới 13 người lận. Thôi bây giờ đào tiếp đi, mọi người có vẻ là thấm mệt rồi, không muốn đào nữa, nhưng mà nghe chú Tư nói vậy cho nên cũng đào. Thì khi đào lên lại tiếp tục đào tiếp thì phát hiện thêm 3 bộ hài cốt nữa các bạn. Và sau đó là mọi người đã hùng tiền với nhau, tại vì gia đình của hai lành cũng không có giàu có gì, và mọi người trong làng á, là cũng hùng tiền với nhau để mà mua quan mua quách, để mà đưa những cái người này tẩn lệnh, những cái người này đàng hoàng, và sau đó đưa lên một cái đòi trọc để mà chôn trên đó các bạn. Cũng làm một cái lễ giống như một cái đám ma như vậy đó. Thì mọi người mới hỏi chú Tư rằng là sao mà ông biết rõ cái chuyện 13 bộ hài cốt có vậy, ông có thể nói không? Thì chú Tư mới kể lại rằng ngày xưa ở cái vùng đất này khoảng gần 20 năm trước, đó là một cái vùng đất hoang các bạn, xa, rất là xa làng. Chỉ có ổng là ra ổng phát rẫy, cho nên ổng dựng tạm một cái tấm giống như là một túp lều để ông ở ngoài đó, chứ hầu như là mọi người chưa có ở đây. Thì một hôm sau khi ổng đi làm rẫy xong thì ổng đến về cái túp lều của ổng, ổng nhóm lửa để ổng nấu cơm. Thì khi ổng đang lụi cụi nhóm lửa thì phát hiện có một cái chiếc xe, và cái ánh đèn xe tự nhiên ổng có cảm giác linh cảm không có được tốt, cho nên ổng đã dụi cái bếp lửa đó và ổng nằm xuống rình các bạn. Thì khi mà rình thì phát hiện đó là một cái chiếc xe tải lớn. Thì cái chiếc xe tải này là chạy vào trong cái khu vực đất hoang đó và xém nữa đụng nhầm cái nhà, cái túp lều của ổng luôn. Và do là xém chứ cũng chưa có đụng, cho nên là mấy người trên xe không có phát hiện rằng có người trong nhà, có người trong túp lều, thì cứ quên cái nhà hoài. Đó, thì khi mà ổng cứ nằm, ổng xem chuyện gì xảy ra thì phát hiện rằng trên xe tải có 4 người đàn ông rất là to lớn nhảy xuống các bạn. Người thì cầm súng, rồi người thì cầm búa, thấy như vậy đó. Rồi xong rồi một chút xíu sau lại có một người đi một cái chiếc xe nhỏ khác đến, và có vẻ như người này á là giống như là cầm đầu trong cái băng đó. Thì sau khi mà người kia đến hất hàm một cái thì 4 người đàn ông mở nắp thùng xe ở phía ngoài, phía sau ra và rinh xuống những cái bao. Và Rinh thấy là thấy mười mấy bao á, mà lúc đầu á thì ông Tư Ấn ổng nghĩ rằng á là những cái bao hàng, bao tải hàng thôi. Nhưng mà khi nhìn kỹ lại thì những cái bao đó là phát ra cái tiếng ú ớ và nó nhúc nhích. Thì ổng biết rằng á là đó là người, cứ mỗi một bao là một người. Và ổng cứ sợ các bạn, khi mà núp ở đó thì ổng biết rằng á là có chuyện không hay rồi. Bây giờ nếu mà để cho 5 người đàn ông đó mà phát hiện ổng ở đây thì thế nào cũng có chuyện nữa. Cho nên ổng cố gắng ổng im lặng thiệt là kỹ. Thì khi mà những người đàn ông đó đặt những cái bao đó xuống đất rồi thì tên cầm đầu á hất mặt một cái, và sau đó là những người đàn ông này đã lấy búa nè, rồi súng thì không bắn nhưng mà dùng cái bán súng ở phía sau các bạn đập rất là mạnh vào trong những cái bao đó ra, và những cái tiếng ú ớ như là đau đớn nó phát ra và khiến cho cái khung cảnh rất là ghê gợn, và những cái tiếng đó phát ra rất là ghê các bạn. Thì trong một trong những cái thằng đó nó phát hiện hình như có người rình, nó nói ê hình như là có một cái túp lều kìa tụi bay ơi. Và ông Tư Ấn khi mà nghe thì
ổng hả sợ hãi cho nên ổng trườn, ổng bò, ổng lết ra khỏi cái túp lều đó các bạn, trườn bò lết và chạy chạy thật là lẹ, và ổng cứ cắm đầu cắm cổ, ổng sợ rằng đó là tụi này nó phát hiện ra ổng thì tụi nó sẽ giết ổng để mà bịt đầu mối cho cái tội ác của tụi nó, cho nên ổng cứ chạy 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 cắm đầu và chạy tới suối luôn, chạy tới cái ngọn một cái ngò suối và ổng ngất xỉu ở đó, ngất xỉu đó. Và khi mà trời tờ mờ sáng rồi á thì ổng tỉnh dậy, ổng tỉnh dậy và ổng nằm đó ổng nghỉ mệt và ổng cũng lần mò về cái túp lều của mình, nhưng mà khi về gần thì ổng phát hiện rằng cái chiếc xe tải đó nó chưa có đi các bạn, cho nên ổng rất là sợ và ổng tiếp tục chạy thẳng vào trong rừng, vào trong đó và ở 3-4 ngày trong đó chứ không dám về. Và khi mà ổng quay về á thì ổng thấy, khi mà ổng quay về ổng thấy là nguyên cái vùng đất hoang đó là bị đốt, cái túp lều của ổng cũng bị đốt các bạn, và cỏ cháy rất là nhiều, rất là nhiều. Thì ổng hả là hoang mang, ổng hoang mang nói trời ơi chuyện gì đã xảy ra, và ổng cũng không có biết rằng là những cái bao tải mà bị giết đó là được chôn ở đâu các bạn. Thì ổng hả là dự định rằng sẽ đi lên báo làng, nhưng mà không có bằng chứng, rồi sợ người ta không tin, rồi ổng cũng dự định là sẽ bỏ xứ đi để mà quên cái nỗi ám ảnh, để quên những cái tiếng kêu, những cái tiếng mà giống như là không có kêu được, giống như là các bạn tưởng tượng bịt miệng lại mà chúng ta bị đánh rồi chúng ta ú ớ vậy đó. Thì ổng định là bỏ đi để mà quên những cái tiếng đó, nhưng mà tứ cố vô thân, không có tiền, rồi nghĩ lại cũng không biết đi đâu, cho nên ổng đã quyết định là dựng một cái túp lều mới và ở đó cho tới bây giờ luôn các bạn. Thì càng về sau là do đất chật mà người lại đông, cho nên mọi người bắt đầu đến đó để mà cư trú, đến đó để cư trú rất là nhiều. Thì sau đó là mọi người cũng không có biết chuyện đó, và cách đây 3 năm là người ta mới dựng lên một căn nhà mới ở ngay tại chỗ đó. Và ổng cứ nghe rằng là những cái người ở trong nhà đó là cứ có bị ma nhét, cho nên ổng nghi ngờ rằng ở phía dưới đó là những cái bộ, những cái người đã chết đã được chôn ở phía dưới đó các bạn. Nhưng mà ổng cũng không có dám nói ai nghe, cũng sợ lắm cho nên không có dám nói. Thì sau đó là cách trước đó vài năm nữa, ổng có qua bên một cái làng bên để mà mua bán. Thì khi qua đó ổng cũng có nghe kể là tầm khoảng cái thời gian mà ổng đã chứng kiến cái vụ đó đó, thì có một cái người mà người ta đi buôn, người ta đi buôn các bạn, và bị cướp. Thì nghe nói rằng là cái đoàn đó từ Sài Gòn để mà đi lên đây buôn bán, nhưng mà bị một xe tải nó cướp như vậy, và những cái người trên xe là mất tích, mười mấy người trên xe mất tích hoàn toàn. Và ổng nghi ngờ rằng cái vụ đó nó có liên quan tới cái chuyện mà ổng đã chứng kiến đêm hôm đó các bạn. Thì sau khi mà ổng kể xong thì mọi người cảm thấy rùng rợn và cảm thấy thương cảm cho những người mà đã bị giết, cho những cái linh hồn đó. Thì sau khi mà được an táng rồi thì gia đình của anh Hai Lành này á là không còn bị một cái hiện tượng gì hết, nhưng mà chị Hai Lành cũng rất là sợ các bạn, sợ cho nên nói với chồng thôi bây giờ á là bán nhà mình đi chỗ khác mình làm ăn chứ tôi cũng sợ lắm ông ơi. Nhưng mà anh Hai Lành anh không có chịu, anh nói rằng á là chúng ta đã được cái người âm người ta hả là đồng ý rồi, tôi nghĩ là ở đây tôi sẽ làm ăn nên làm ra, thôi yên tâm ở đây không sao nữa. Thì đúng như lời của anh đã nói á là càng về sau là anh đều trúng mùa các bạn, trúng mùa và cái cuộc sống khấm khá lên, khiến cho anh cũng giàu có lên. Và từ đó trong cái ngôi nhà đó người ta cũng thấy là ngoài cái bàn thờ gia tiên của gia đình anh thì lại có thêm là một cái bàn thờ nhỏ, và trên bàn thờ nhỏ đó có 13 bát nhang trên đó và lúc nào cũng được nghi ngút khói các bạn. Thì câu chuyện đây là của nhà văn Người Khăn Trắng viết, thì kể nguyên văn lại cho mọi người nghe, chỉ là rút gọn lại dễ hiểu thôi. Thì câu chuyện này cũng truyền tải một ý nghĩa, một cái thông điệp cho chúng ta là mỗi linh hồn mà còn vất vưởng ở trên thế gian này là đều oan ức nè, không đi được nè, hoặc là chết oan, cho nên nó là vẫn còn hận đời lắm các bạn. Thành ra họ đều là những người, những cái vong hồn đáng thương, đáng thương. Cho nên nếu mà cái người nào mà có giúp được thì chúng ta nên giúp họ các bạn, nên là hả đừng có sợ hãi rồi bỏ đi. Cứ thí dụ như người này bỏ đi rồi thì không có nói cái trường hợp mà không thể nào giúp được, chúng ta phải đi liền thì không nói. Nhưng mà đây là nhà,
Đây là nhà của anh này mua và anh này cũng khó khăn, cho nên đó là anh cũng cố gắng để mà giúp đỡ những người này. Hơn là có chú Tư Ấn nữa thì ảnh cũng ở lại được ngôi nhà đó. Và khi chúng ta giúp họ được thì chúng ta cũng có một cái phước. Và cái phước này á, mà chúng ta hay nói một cái câu có phước mà là coi như mặc sức mà ăn đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện 13 oan họ 13 hài 13 bộ hài cốt. Thì hôm nay là thi kể xong rồi. Hôm nay thứ bảy cuối tuần, chúc mọi người là vui vẻ bên gia đình. Chúc mọi người ngày mai là chủ nhật thì không có kể chuyện cũng vui vẻ nha. Nhớ đừng quên thi nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại nha.